Chào các bạn. Chút nữa mình đi học rồi nên mình tranh thủ nấu ăn trưa thật là lẹ đây. Đây là cách nấu ăn trong vòng 3 nốt nhạc của mình. Hôm nay mình làm món ức gà sốt kem và các loại rau củ quả. Đầu tiên là cho hành tây vào. Ông chồng đang bận công việc quá trời luôn, thấy điện thoại từ sáng giờ. Không biết tí nữa có rảnh để đưa mình đi học không nữa. Vì ngày đầu tiên thì giống như em bé đến lớp ý. Ông muốn đi theo mình đi ra xe buýt rồi đi metro, rồi buổi chiều thì mình sẽ tự về. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học lớp tiếng Pháp do bên cục quản lý xuất nhập cảnh đó, của người nhập cư yêu cầu là mình sẽ học 100 tiếng trong vòng 5 tuần, về một tuần sẽ học 21 tiếng. Coi như là ngày nào cũng đi hết 2, 3, 4, 5, 6, một ngày 3 tiếng, 3 tiếng rưỡi gì đó. Còn riêng thứ tư thì học nguyên ngày luôn. Đây, ức gà đông lạnh. Một cái ức gà. Một cái hộp ức gà này. Khoảng 5 cái. 5 cái thì tức là 1 ký ức gà là 8 euro. Một ký này là 8 8 ơ. Thì mình thường mua về xong mình sẽ để một cái vào trong bọc này thôi, còn lại bốn cái kia mình để mỗi cái trong một bọc mình cấp đông. Tại vì một lần ăn nấu chỉ có một cái thôi thì mình lấy ra nó rất là tiện. Cho vào xíu muối thôi. À không, mình củ, tôi nói là mình gọt củ hơi lên. Ra tay. Cắt thành 4. Tay bằng xà phòng, tại vì tay mình cắt thịt gà đó nó sẽ mình cắt thịt gà và thịt gà sống nữa. Giờ mình làm qua bún chín rồi mình sẽ rửa tay xong mình lau tay xong sẽ làm qua món salad. À bữa nay không cần salad. À, salad. Nó chỉ cần đảo sơ thì là gà mặc dù có đông nhưng mà nó chín đều các cạnh luôn. Cà rốt thì không giờ bỏ hơi tay vô. Này là mình đảo khoảng bông bí xanh nè, bông xanh.
xà lách có vài cọng húng lủi. Húng lủi mình chồng. Đây là xong một món đó. Món 1. Mục tạc. Càng ghẹ nấu bí đỏ hôm qua còn dư nè. Đây là món đầu tiên. Đây sẽ là món thứ hai. Kem vô. Kem mà khi mình mở ra miệng ra rồi á thì mình nên sử dụng trong 3-4 ngày thôi. Mình để lâu nó sẽ lên mốc. Nữa là xong. Nếu mà mình thích thì mình sẽ cho thêm một trứng gà vào đây để mình trộn lên. Nhưng mà vậy là ăn đủ chất rồi đó, rất là nhanh nữa. Chào các bạn, ăn lẹ đâu đi học đây.